Em mới về được một concept 6.5, công suất 550W, là một dòng amply concept rất là nổi tiếng, được rất là nhiều các bác săn lùng. Thì con này em thông báo cũng cả tuần rồi nên em mới về, hơn một tuần rồi nha các bác. Đây mới keng nha, đẹp cực kỳ là xuất sắc luôn. Đặc trưng của concept thì khỏe và lực tiếng, chơi lưng lo AR như là AR9 đâu các bác. AR9 mà đưa cho concept 500 năm hoặc là 600 năm nó đánh là đúng chuẩn luôn, với công suất khỏe và chỉnh được bass mic và mic chép nha. Đánh 3 cầu loa ABA+B, có loa nét đầy đủ cho các bác, điện 120, là về những con concept là ở thị trường Mỹ các bác. Đánh loa AR, kể cả như là dùng loa AR3, AR9, vân vân, và những dòng loa JBL như là L5, L7 rồi các bác, và những dòng loa JBL bass 30-40, vân vân. Concept thì đánh tốt hầu hết các dòng loa, tiếng hay. Ai mà đã chơi qua concept rồi đều phải có ấn tượng về chất âm của em nó. Nhiều bác chơi nghi một thời gian rồi tự nâng cấp lên con deck hơn, nhưng về là cuối cùng cũng lại bán đi mua lại em nó nữa. Đấy, nhiều lần rất là kỳ lạ thế. Khi các bác nghe những dòng concept rồi có ấn tượng rất là nhiều, tại vì cái chất âm của nó mang lại nó hơn cái tầm tiền những cái sản phẩm khác rất là nhiều. Cái đó thì em cũng không có nói rõ ra, nhưng mà là thế các bác. Nói một câu là nó hơn hẳn cái tầm tiền chúng ta đầu tư rất là nhiều. Rất là nhiều bác là mua đi mua lại con này này, bán rồi đi mua những cái con deck hơn cả chục cũ rồi bác, về nghi lại thua em này, phải lại bán con nó đi tìm lại mua con này dạng em, mà dạng không có, lúc có lúc không lúc nào cũng có được những dòng này vậy bác. 550W 120V, 3 cầu loa ABC là điện đường tín hiệu đầu vào, đây là series của nó nha, series là 4846 này, hoặc đẹp lần đầu 1048 mình cho dễ nhớ này, có 1048 này, series 1048 nha. Concept 6.5 550W, con này giá em đang giao các bác rất là tốt trong một hì để các bác mình sở hữu là 18.500.000, đã bao gồm phí ship, giá em cân đối tốt nhất cho các bác rồi nha, 18.500.000, cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu, chuyên khoản độ vẫn bớt 200.000 là còn 18.300.000, cọc tiền thì vẫn giá 18.500. Máy thì đẹp keng, đạt tiêu chí là vừa nghi vừa trong bài rồi đó các bác. Tất cả là nấm nút là sân tròn đó nha, đánh 3 cầu loa các bác có thể chơi một lần 2 cầu. Những con này hàng đấu bay về, hàng đấu mạng trên eBay các bác. Những con này không có hàng công đâu nha, chỉ đa số hàng mạng là về là chính. Đây là tổng quan phía trên này, sau đây em mở cái nắp để các bác cùng xem luôn. Bán nào chốt thì alo cho em qua hai số điện thoại này nha, 0978338142 hay là 0965770227, giá 18.500.000, chuyên khoản đủ còn 18.300.000. Vâng, em mời các bác cùng xem độ mới của con concept 6.5 luôn nha, nhìn sexy này bác sườn này nha. Nói chung là mới keng, tất cả bao riêng tuyệt đối. Các bác sẽ nhìn trên những con amply concept thì đã sử dụng linh kiện rất là lớn, chỉ số rất là to. Đây sexy, tăng khuôn nguồn, còn nguyên tem là các bác thấy tổ phần nguồn và phần là những con trở rất là lớn, không như những con amply khác đâu, phải sử dụng trở rất là lớn, chỉ số to, nó chạy 4 sổ sét nha các bác, 4 sổ sét nha. Đây, tất cả nguyên riêng từ A tới Z nha. Bán là chốt thì alo cho em, một em duy nhất còn sách 6.5, là phiên bản nâng cấp của 5.5, 5.5 và 6.5. 5.5 thì nó sẽ rỉ hơn khoảng 1.500.000, 6.5 thì 18.500.000. Đợt này em về giá nó tốt để cân đối cho các bác là 18.500.000, đã bao gồm phí ship rồi nha. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Video tiếp theo em sẽ giới thiệu tiếp tục một con amply nữa để các bác cùng xem.